không vui gì. Một là về Covid, hai cũng toàn là về Covid. Xui thế mình lại là chân đi. Đau nhất là ở nhà thì lên ký như sét đánh ngang tai, nhưng thôi chấp nhận rồi. Ở nhà vào vào ra ra, không biết giờ làm gì đây ta. Tin tức từ bạn bè gần xa, dương tính thì lại càng thêm nguy quá. Thế nên bây giờ đừng chủ quan nhé. Vì hôm qua bạn nói bạn cười, livestream thông minh hơn người. Ok chẳng vấn đề gì, giờ bạn đã theo tôi thì hãy ở nhà, chung tay bạn cũng ở nhà, không sức cũng chẳng cần tiền, chỉ cần ta đứng yên, đứng yên. Mình ở nhà chờ dịch lui đi, tập thể dục đẩy lùi Covid. Chạy vệ sinh bốn phía lau tay lau chân, trong bếp trong sân lau luôn lau hết. Mình ở nhà rửa tay, súc miệng khó khó nhiều lên đây. Ăn mạnh vào với uống giác cũng cho sức đề kháng tăng luôn, ở nhà không buồn, đề kháng có tăng lên mới vững tâm lên. Covid ơi mình không sợ, yeah.